Kênh Quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn chiến dịch Plei Me, chiến dịch đối đầu quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Trung đoàn 33 bắt đầu rời vị trí tập kết ở quanh Ca La, cách Plei Me 15 km về phía tây, bí mật hành quân về phía mục tiêu. Đến 17 giờ cùng ngày, đơn vị đến cách Plei Me 1,5 km sau đó lợi dụng đêm tới tiểu đoàn 3 thiếu đại đội 2 vào chiếm lĩnh trận địa tiến công tiền đồn chư ho. Cùng lúc đại đội 2, một trung đội, thuộc đại đội một tiểu đoàn 1, và hỏa lực trung đoàn 33 bí mật tiếp cận xây dựng công sự vây ép Prayme trên 3 hướng, Tây Nam, Đông Nam và Tây Bắc, cách hàng rào địch từ 50m đến 100m, nhằm nghi binh lừa địch. Lúc 19 giờ tiểu đoàn 200 pháo kích vào căn cứ Đức Cờ, một đại đội của tiểu đoàn 952 nổ súng đánh Tân Lạc, một đại đội súng cối và một tổ công binh đánh vào ngã ba Phú Mỹ. Đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 15 mới thành lập. Bộ đội địa phương tỉnh Gia Lai tập kích vào trung đội dân vệ ở nhà thờ Mỹ Thạch. Tưởng ta tiến công hai cứ điểm Tân Lạc, Đức Cơ từ 19 giờ l 5 phút đến 24 giờ. Địch huy động máy bay đến thả pháo sáng, bắn phá xung quanh hai cứ điểm này. Đúng 22 giờ 45 phút ngày 19, trung đoàn trưởng trung đoàn 33 ra lệnh cho tiểu đoàn 3 nổ súng tiến công tiền đồn chư ho làm hiệu lệnh chung vây lấn play me. Lập tức hai khẩu cối 82 ly bắn dồn dập vào đồn trong ít phút, bộc phá viên lên mở cửa nhưng chỉ nổ một quả. Quả thứ hai không nổ. Hàng rào thép gai bung lên rồi lại rơi xuống nhưng không dứt. Đại đội trưởng Long đại đội 3 và đồng chí bộc phá viên lao lên dùng ống bộc phá không nổ đè lên hàng rào. Kết hợp tay chân vít dây thép gai xuống cho bộ đội xung phong. Trước thời cơ, tiểu đội trưởng thương dẫn đầu tổ thọc sâu nhanh chóng vượt qua hàng rào đánh thẳng vào nhà chỉ huy đồn, diệt khẩu đại liên cắt đứt đường rút lui của địch về hướng Playme, tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi phát triển chiến đấu. Sau 6 phút nổ súng, ta làm chủ hoàn toàn chư ho điểm cao 468, diệt gọn một trung đội địch. Cùng thời gian này, tiểu đoàn vào hỏa lực súng cối, đề cà của trung đoàn bắn phá Playme, diệt một số địch, phá sập một số lô cốt, nhà lính gây nhiều đám cháy. Lúc 23 giờ 2 phút, hai mũi vây ép ở hướng Tây Nam và Tây Bắc đánh bộc phá mở thông hai hàng rào. Dưới ánh sáng của đèn dù và lửa cháy, bộ đội tích cực đào công sự vây ép xung quanh Playme. Ngay trong đêm, lực lượng phía sau của tiểu đoàn 1 và cơ quan trung đoàn 33 chuyển gỗ, nứa lên các trận địa vây lấn để làm hầm, vòng vây xung quanh cứ điểm Playme đã khép chặt. Chư ho bị diệt, Playme bị tiến công và đang bị vây chặt, làm cho chỉ huy quân đoàn 2 và biệt khu 24 ngụy Lúng Túng bị động phán đoán ta có thể phát triển đánh vào Phú Mỹ, Mỹ Thạch, Phú Nhân Nên tư lệnh biệt khu 24 chỉ thị cho thuộc cấp tăng cường phòng thủ các vị trí trên. Nếu không giữ được thì rút về hàm rồng. Từ 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, máy bay địch đánh phá dữ dội vào trận địa vây ép của ta với cường độ ngày càng cao và ác liệt. Tính đến ngày 22, chúng đã huy động tới 360 lần chiếc máy bay các loại đánh phá xung quanh Me để chuẩn bị ứng cứu bằng đường bộ. Lúc 9 giờ ngày 20, một đại đội thám báo địch chia thành nhiều tốp nhỏ, từ ngã ba Ogri sục sạo hai bên đường 21 rồi tiến về phía Playme. Do trung đoàn 320 làm tốt việc ngụy trang giữ bí mật, nên địch không phát hiện được trận địa phục kích của ta xây dựng đêm 17, sáng 18 tháng 10 ở phía tây đường. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch tích cực bao vây tiêu hao địch ở Playme, cắt tiếp tế, triệt nguồn nước, khống chế đường không, sẵn sàng cơ động diệt viện. Trong ngày 20, bộ đội trên các hướng vây ép dũng cảm chịu đựng bom đạn ác liệt, vừa tích cực đảo công sự, vừa linh hoạt mưu trí dùng hòa lực, xung lực tập kích các toán quân trong đồn ra phản kích, khống chế sân bay, đường ra suối lấy nước, khu thông tin, gây cho địch nhiều thiệt hại. Tại trận địa chết giữ chư ho, một tiểu đội của tiểu đoàn 3 chiến đấu rất quyết liệt, vừa đánh quân địch phản kích vừa đánh trả hàng chục lấn máy bay địch, giữ vững trận địa. Sáng ngày 21 tháng 10, địch dùng trực thăng đổ bộ tiểu đoàn 91 biệt kích dù xuống làng khọp, cách play me 5 km về phía bắc để thăm dò, cho trực thăng nghi binh trên hướng đồn bò. Giữa trưa, biệt khu 24 đưa chiến đoàn 3 thiết giáp tiểu đoàn 21 biệt động quân và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 từ play cu đến Phú Mỹ, ngã 3 đường 14 và tỉnh lộ 21, đồng thời cho quân sục xạo ven đường 21 nhưng không phát hiện được gì. Song song với các hoạt động trên, máy bay địch đánh phá mạnh vào các trận địa vây lấn của ta xung quanh Me. Đại đội một tiểu đoàn 3 bị bom đánh trúng đội hình, làm đại đội trưởng Phúc hy sinh và một số chiến sĩ thương vong. Đại đội phó và chính trị viên đại đội một dao động, cho phân đội rút ra. Nhưng chỉ có bộ phận vây phía sau nhận được lệnh rút. Bộ đội không được tổ chức nên một số bị lạc, trong đó có đại đội phó. Đến chiều tối ngày 21, có 70 cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn rời trận địa vây về đến đơn vị. Lúc này, Lực lượng vây ép phía trước chỉ còn tiểu đội 9, trung đội 3 đại đội 1 và bộ phận hỏa lực gồm một đại liên, một mươi 75 do trung đội phó biên chỉ huy tiếp tục chiến đấu, vẫn trụ bám sát hàng rào, nhưng bị mất liên lạc với cấp trên và không được tiếp tế. Lúc 16 giờ khoảng một đại đội địch từ trong cứ điểm nóng ra trận địa vây của ta, đợi chúng đến cách chiến hào 50 mét, các chiến sĩ mới bất ngờ nổ súng, diệt tên đại đội trưởng và một số tên, bọn còn lại bỏ chạy vào đồn. Đêm 21, dạng ngày 22 bộ đội tranh thủ củng cố công sự, đào thêm hố bắn, hàm ếch chuẩn bị cho trận đánh mới. Sáng sớm ngày 22, sau khi cho một trung đội nóng ra bị đánh lui, địch tập trung pháo cối và máy bay đánh phá rất ác liệt vào trận địa của tiểu đội 9. Chúng dùng nhiều bom bi, bom napalm và bom xăng hồng hủy diệt trận địa. Khi tin rằng lực lượng đối phương bị tiêu diệt, 15 giờ hai đại đội địch từ trong đồn tiến ra trận địa vây. Mặc dù địch đông, nhưng các chiến sĩ vẫn bình tĩnh, dựa chắc vào công sự. Hàm ếch chờ chúng đến thật gần mới bất ngờ dùng đại liên. Trung liên bắn mánh liệt vô tốp địch đi đầu buộc chúng phải tháo chạy ngược trở vào. Bỏ lại nhiều sắc chết và một số tên bị thương. Về phía tiểu đội 9 cũng bị tổn thất. Tiểu đội trưởng hy sinh, tiểu đội phó bị thương. Đồng chí châu xả thủ trung liên bị thương lần thứ hai. Máu chảy nhiều đã tự dùng đất đắp vào vết thương để cầm máu. Không dám dùng băng vì sợ màu trắng dễ bị lộ sau đợt ra lấy xác đồng bọn lúc 18 giờ 30 phút bị diệt thêm, địch tiếp tục đánh phá mạnh vào trận địa tà. Đến 19 giờ lực lượng vây ép chỉ còn 7 người, vũ khí còn một đại liên, một DKZ-75 và một số AK, lựu đạn do trung đội phó biên chỉ huy. Nhưng ai cũng quyết tâm chiến đấu giữ vững trận địa dù nhịn đói, chịu khát và phải hy sinh đến người cuối cùng. Đêm 22 tháng 10, chỉ huy trung đoàn 33 chỉ thị cho tiểu đoàn 1 tăng cường ngay một tiểu đội bộ binh trang bị mạnh do đại đội phó sự đại đội 1 trực tiếp chỉ huy cho bộ phận vây ép và quyết định tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho tiểu đội 9. Nhưng địa hình bị bom pháo làm biến dạng nên đến 4 giờ sáng ngày 23 hai chiến sĩ lành và ngôn đem cơm nước mới tìm thấy trận địa vây ép. Có người chưa kịp ăn thì địch ập đến. Lập tức các chiến sĩ chặn đánh quyết liệt bằng AK, lựu đạn, lưỡi lê. Sau 20 phút chiến đấu. Khoảng 20 tên địch bị diệt, số còn lại buộc phải tháo lui. Trong trận cuối cùng này, hầu hết vũ khí bị hư hỏng, chiến sĩ bị thương, kiệt sức phải rút ra. Lúc 23 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến dịch lệnh cho Trung đoàn 33, chuyển sở chỉ huy về quanh Som, đưa tiểu đoàn 3 về đội hình, đồng thời tiếp tục dừng tiểu đoàn 1 vào vây ép cứ điểm Plei Me ngay trong đêm 24 tháng 10. Sau 5 ngày vây lấn, Trung đoàn 33 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vây ép Plei Me, tiêu diệt 249 tên địch, làm bị thương nhiều tên, trong đó có tên đại úy Mỹ đồn trưởng bị thương nặng, bắn cháy 4 xe thiết giáp và một xe tăng, bắn rơi 13 máy bay, phá sập 10 lô cốt và nhiều nhà lính. Trận vây Me không những buộc quân địch phải đi cứu viện, tạo điều kiện cho trung đoàn 320 tiêu diệt, mà còn tìm hiểu thêm một bước trong hành động chiến thuật và chiến dịch của địch, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật vây điểm của bộ đội chủ lực Tây Nguyên dùng binh lực ít và không phải công kiên dứt điểm vẫn kéo được viện binh lớn của địch. Để cứu đồng bọn đang lâm vào tình trạng khốn quẫn ở playme ngày 23 tháng 10, tướng Ngụy Vĩ Lộc tư lệnh quân khu 2, quân đoàn 2 quyết định đưa một lực lượng lớn gồm chiến đoàn 3 thiết giáp, tiểu đoàn 21 biệt động quân và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 với hơn 1.000 tên do Trung tá Nguyễn Trọng Luật chỉ huy theo đường 21 đến giải vây cho Pixay me đồng thời đổ bộ tiểu đoàn 22 biệt động quân xuống playmeto đưa sở chỉ huy tiền phương biệt khu 24 đến Phú Mỹ. Chiến đoàn 3 thiết giáp là chiến đoàn cơ giới duy nhất của biệt khu 24 lúc đó, có 3 chi đoàn với trên 40 xe tăng, xe M113 và nhiều xe chở đạn, xăng dầu. Mặc dù quân đông, trang bị nhiều, cơ động nhanh, hỏa lực mạnh lại được máy bay pháo binh chi viện, trinh sát nhưng địch vẫn rất thận trọng. Lúc 12 giờ, địch rời Phú Mỹ theo đường 21 tiến về phía trận địa phục kích của Trung đoàn 320 ở khu vực từ điểm cao 601 đến điểm cao 538. Đội hình hành quân kéo dài 5 km, chia làm 4 bộ phận, đi cách nhau 500 m Đi đầu là tốp xe tăng, xe bọc thép và khoảng một đại đội biệt động quân. Tiếp đó là bộ phận chính gồm chỉ huy, cố vấn Mỹ, nhiều xe cơ giới và hai đại đội biệt động quân. Đoàn thứ ba ngoài số xe bọc thép có hai xe kéo pháo 105 ly xe chở xăng dầu, đạn dược và hai đại đội bộ binh bảo vệ, sau cùng là hai đại đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 42. Mọi diễn biến của lực lượng cứu viện địch đều bị trinh sát ta nắm chắc và báo cáo kịp thời về sở chỉ huy trung đoàn 320 ở bình độ 530 phía tây cuối ia muơ. Do địch thay đổi đột ngột tốc độ hành quân, chuyển sang đi bộ, bắn phá ném bom dọn đường nên trung đoàn trưởng Tô Đình Khản phải nhiều lần ra lệnh cho hai tiểu đoàn 635 và 334 đang xuất kích phải tạm dừng. Thời gian vận động từ vị trí ém quân đến trận địa phục kích kéo dài gần 150 phút, từ 14 giờ 4 phút đến 16 giờ 30 phút, làm tinh thần của bộ đội rất căng thẳng. Nhưng ai cũng chấp hành nghiêm mệnh lệnh, giữ được bí mật bất ngờ đến phút chót. Đúng 16 giờ 52 phút, đại đội một tiểu đoàn 635 bất ngờ nổ súng bắn cháy chiếc xe tăng đi đầu và bắn hỏng chiếc thứ hai, chặn đứng đội hình tiến quân của địch, làm hiệu lệnh cho trận, lệnh lập tức các cỡ súng của tiểu đoàn 635 từ trận địa phục kích bên tây đường đồng loạt bắn vào đoàn xe địch. 2 phút sau, tiểu đoàn 334 cũng nổ súng mãnh liệt vào các mục tiêu. Các trận địa súng máy phòng không tích cực bắn máy bay địch bảo vệ đội hình chiếu đấu. Tiểu đoàn 966 từng bước cơ động sẵn sàng bước vào chiếu đấu trên các hướng theo mệnh lệnh của trung đoàn. Trên hướng tiểu đoàn 635 quân địch rất đông, bom pháo địch rất ác hệt, một số cán bộ, chiến sĩ bị thương vong, nhưng đại đội một lần nhiệm vụ chặn đầu chiến đấu rất dũng cảm chặn đứng đoàn xe địch. Lúc 17 giờ hai đại đội 2 và 3 đồng loạt xung phong ra mặt đường đánh chia cắt đội hình địch, bắn cháy nhiều xe, diệt nhiều bộ binh. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hàm bình tĩnh bắn cháy 5 xe M113, Nguyễn Văn Lãng bắn 3 phát B40 diệt 3 xe tăng, Lương Văn Bạt cũng diệt 2 chiếc xe tăng khác ở đại đội 3 có chiến sĩ bị thương nặng vẫn không rời trận địa, tiếp tục ở lại chiến đấu. Bị ta đánh mạnh, phần lớn lực lượng đi đầu và đi giữa đội hình hành quân của địch bị tiêu diệt. Số còn lại vừa điên cuồng chống trả vừa co cụm về phía đồng đường. Nhưng bộ phận đối diện hoang mang không đám nổ súng, nên khoảng 10 xe M113, xe tăng và gần một đại đội bộ binh địch chiếm được đồi cây độc lập. Theo dõi sát diễn biến trận đánh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 320 lệnh cho tiểu đoàn 635 tổ chức tiến công tiêu diệt ngay bọn địch cao cụ. Sau nhiều lần tổ chức xung phong nhưng tiểu đoàn 635 vẫn không chiếm được đuổi cây độc lập. Một số chiến sĩ thương vong, trong đó có 5 cán bộ đại đội, buộc phải tạm dừng. Hướng khóa đuôi của tiểu đoàn 334 do tiểu đoàn trưởng luyện Bá Di và chính trị viên Vũ Năm chỉ huy. Chiến sự cũng diễn ra rất ác liệt. Đại đội hai tức đại đội 14 khi vận động đến cách đường 21 khoảng 150m đến 200m, phát hiện nhiều xe địch cụm lại ở đỉnh điểm cao 601, cán bộ đại đội nhanh chóng hội ý, quyết định chuyển từ phục kích sang bao vây tập kích cụm địch này. Sau ít phút, đại đội chia làm hai mũi từ phía đông và phía tây bắc tiếp cận mục tiêu. 17 giờ 04 phút, đại đội trưởng chỉ huy hỏa lực bắn chuẩn bị dồn dập vào cụm địch. Bộ đội tiếp cận bị địch phát hiện bắn chặn quyết liệt. Chính trị viên đại đội hô lớn xe cụm lại nhiều là thời cơ tốt cho đại đội ta lập công. Lời động viên phát ra đúng lúc, có tác dụng cổ vũ mạnh, cán bộ, chiến sĩ bất chấp bom đạn dũng cảm xung phong đánh vào đội hình địch. Khẩu đội Decaret bắn cháy liền 4 xe, xạ thủ B40 bắn phát đầu tiên tiêu diệt một chiếc M113. Chớp thời cơ, trung đội trưởng thông dẫn dầu đội hình xung phong, phối hợp nhịp nhàng với trung đội 2 do đồng chí Tình chỉ huy đánh thọc sâu, chia cắt cách đánh áp sát dũng cảm của ta làm cho xe thiết giáp địch không phát huy được hiệu quả. Bộ binh địch hoang mang chống cự yếu dần, rồi lần lượt bị tiêu diệt và xin hàng, máy bay pháo binh địch chỉ oanh tạc vòng ngoài. Sau hơn một giờ chiến đấu, đại đội hai làm chủ hoàn toàn điểm cao 601, diệt và bắt hơn 200 tên địch, bắn cháy phá hủy 30 xe quân sự và hai pháo 105 ly, làm lửa cháy sáng rực một góc trời. Cùng thời gian này, đại đội 13 tiểu đoàn 334 tiến vào đồi Blue, tuy không thấy địch nhưng đại đội trưởng đại đội 13 lại báo cáo cấp trên, địch ở đây rất đông. Do không kiểm tra kỹ, tiểu đoàn trưởng lệnh cho cối 81mm bắn dồn dập vào thung lũng Blue, đồng thời đưa đại đội 15 dự bị xuất kích khi tới thung lũng không thấy địch. Trung đoàn cũng lệnh cho một đại đội của tiểu đoàn 966, cơ động về hướng thung lũng Bo Lu Chi Viện cho tiểu đoàn 334. Đến 17 giờ 13 phút, sau khi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 334 báo cáo đã chiếm được thung lũng, Trung đoàn trưởng lệnh cho tiểu đoàn dùng đại đội 13 đánh lên đồi cây độc lập chi viện cho tiểu đoàn 635. Nhưng cán bộ đại đội 13 chấp hành không nghiêm mệnh lệnh đó, tự động cho bộ đội tiến về phía điểm cao 601. Sau 2 giờ chiến đấu, lúc 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, quân địch ở trong trận địa của trung đoàn 320 bị tiêu diệt phần lớn, chỉ còn lại 6 xe tăng và một số bộ binh. Trong đó có tên Nguyễn Trọng Luật chiến đoàn trưởng và cố vấn Mỹ, co cụm ở đồi cây độc lập 4 xe tăng ở bắc điểm cao 538, hai đại đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 cùng một số xe ở bình độ 600. Trước tình hình đó, chỉ huy trung đoàn quyết tâm tiêu diệt gọn cụm địch ở đồi cây độc lập và bắc điểm cao 538. Sau đó phát triển về phía bắc đánh địch ở bình độ 600. Lực lượng tiến công gồm đại đội 8 tiểu đoàn 966, hai trung đội đại đội 15, hai đại đội 2, 3 cùng hỏa lực tiểu đoàn 635, đại đội cối 81 ly một trung đội DKZ-75. Một trung đội 12,7 ly do đồng chí tham mưu phó trung đoàn trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn 334 được lệnh bám sát địch ở bình độ 600, sẵn sàng tiến công. Đúng 2 giờ ngày 24, ta nổ súng tiến công địch ở đồi cây độc lập. Nhưng do nắm địch không chắc, tổ chức chiến đấu chậm, hành động của bộ đội lộ liễu, bị địch phát hiện bắn chặn quyết liệt làm trung đội đi đầu thương vong nhiều cán bộ chỉ huy dao động chỉ cho bắn súng cối và mục tiêu không tổ chức xung phong. Sáng 24, địch dùng trực thăng bốc tiên chiến đoàn trưởng và cố vấn Mỹ về Pleiku. Đêm 24, đại đội 3 tiểu đoàn 635 được lệnh đánh vào đồi cây độc lập. Nhưng cán bộ do dự, không nổ súng, tự lui quân. Trong hai ngày chiến đấu, trung đoàn 320 đã tiêu diệt hầu hết chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy, diệt gọn tiểu đoàn 21 biệt động quân và một đại đội thuộc tiểu đoàn 2, giết và làm bị thương khoảng 900 tên địch, bắt 6 tên phá hủy phá hỏng 29 xe M113, 6 xe tăng, 6 xe đạn, gần 40 xe GMC, 2 pháo 105mm và bắn rơi 3 máy bay phản lực, thu 42 súng, 20.000 viên đạn, 8 máy thông tin. Về phía ta có 87 đồng chí hy sinh và 84 đồng chí bị thương. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ta đã tiêu diệt một chiến đoàn thiết giáp ngụy, bẻ gãy một cánh quân tiếp viện lớn trên địa hình không mấy thuận lợi hoàn thành xuất sắc trận then chốt thứ nhất của chiến dịch Play Me. Với dần trí mạng dáng vào chủ lực ngụy ở đường 21, quân Mỹ buộc phải nhảy vào cuộc chiến theo đúng ý định của ta. Ngày 24 tháng 10, tướng Kina vội vã đưa lữ đoàn một thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số 1 lên Play và lúc 7 giờ 15 phút 93 lần trước trực thăng đổ bộ một tiểu đoàn Mỹ xuống Tây Nam Phú Mỹ 2 km. Đến 15 giờ cùng ngày chúng đổ bộ tiếp một tiểu đoàn Mỹ khác cùng pháo 105mm cối 106,7 mm xuống Prey Đô cách Đông Bắc Prey Me 10 km. Được quân Mỹ hỗ trợ, ngày 25 và 26 tháng 10 tàn quân chiến đoàn 3 thiết giáp, tiểu đoàn 22 biệt động quân, tiểu đoàn 91 biệt kích và tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 ngụy, mở cuộc hành quân mới theo đường 21 nhằm giải vây cho Prey Me. Trưa ngày 26 đã diễn ra một trận đánh ác liệt giữa 11 chiến sĩ ta đang vây ép phía đông nam Playme do Trung đội trưởng Đậu Văn Phơn chỉ huy với một tiểu đoàn bộ binh và 20 xe bọc thép, xe tăng địch. Cả năm đợt tiến công của chúng đều bị đánh lui. Dưới làn bom đạn dữ dội giữa hai đợt chiến đấu, các chiến sĩ thu nhặt vũ khí của đồng đội hy sinh, sử dụng hai đến ba loại súng đánh địch. Trung đội trưởng Đỗ Văn Phơn bị thương vẫn dáng chịu đau bình tĩnh chỉ huy, động viên chiến sĩ. Trận đánh kéo dài đến chiều tối, địch bị mất 40 tên ngụy, ba cố vấn Mỹ, ba xe M113 và hai xe tăng nhưng vẫn không sao nhổ được trận địa ta. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội Đậu Văn Phơn được lệnh lui quân. Mặc dù chỉ còn 5 chiến sĩ mệt là vì đói khát, mình đầy thương tích nhưng vẫn khiêng cắn hết thương binh, tử sĩ, mang theo súng đạn rời khỏi trận địa. Sau đó phân đội bị lạc 10 ngày mới tìm được đơn vị. Phân đội Đậu Văn Phơn đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu dũng cảm, ý chí chấp hành mệnh lệnh và tình yêu thương đồng chí đồng đội. Xét thế nhiệm vụ của pha 1, vây pây mè diệt viện trên đường 21 đã hoàn thành, quân Mỹ đang từng bước tham chiến. 16 giờ ngày 25 tháng 10, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn 33 mở vây toàn bộ Playme, nhanh chóng điều chỉnh đội hình đưa tiểu đoàn về làng khô, tiểu đoàn 2 về khu vực suối Yemua, tiểu đoàn 3 về Tây Chư Ho sẵn sàng đánh quân Mỹ đổ bộ. Trung đoàn 320 cũng được lệnh cơ động về rừng chân ở đông nam sông Iedrang và Play Bonga, sẵn sàng cơ động đánh quân Mỹ trên hướng Tân Lạc và Playme. Để tránh bị tập kích đêm, sau khi nghi binh, chiều ngày 16 tháng 11, tàn quân tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Mỹ vội vã rút khỏi bãi Tia -X bằng đường bộ, đi về phía trận địa pháo Columbus và Albany ở hướng đồng. Cùng thời gian này, chỉ huy tiền phương chiến dịch chỉ thị cho Trung đoàn 66, nhanh chóng cơ động tiểu đoàn 8 từ ba bì về tiêu diệt lực lượng còn lại của hai tiểu đoàn địch, đồng thời khẩn trương cho tiểu đoàn 9 theo đường làng sinh, chạm năm về triển khai ở khu vực làng tung chặn địch. Chiều ngày 16, mệnh lệnh trên được chính bị trung đoàn 66 Lã Ngọc Châu giao cho chiến sĩ liên lạc Nguyễn Đức Tăng chuyển đến tiểu đoàn 8. Khi tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi nhận được mảnh giấy ghi mệnh lệnh từ trong túi áo đẫm máu thì cũng là lúc Nguyễn Đức Tăng chút hơi thở cuối cùng nhận rõ tính khẩn cấp và ý thức được thời cơ tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ đã đến. Đảng ủy tiểu đoàn 8 họp xác định quyết tâm lãnh đạo đơn vị cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh của trung đoàn. Tiếp đó, cán bộ tiểu đoàn, đại đội bàn kế hoạch hành quân, dự kiến cách đánh khi gặp địch trên đường cơ động tao ngộ chiến và sơ bộ hiệp đồng chiến đấu theo các tình huống. Thực hiện kế hoạch, chiều ngày 16 tiểu đoàn 8 rời khu vực Ba Bì và đến trưa ngày hôm sau tiến vào ngã Ba Làng Tung và Làng Sinh, khu vực suối cạn cũng trong buổi sáng ngày 17, khoảng 400 quân Mỹ thuộc lực lượng còn lại của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 lữ đoàn 3 hành quân về phía ngã ba làng Tung và làng Sinh. 9 giờ sáng bộ phận đi đầu của địch vượt qua suối Cạn đã bắt được hai chiến sĩ trong tổ săn máy bay của đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 33. Sau khi dừng lại 20 phút để tra hỏi, địch lại tiếp tục hành quân. Lúc 12 giờ, nhận được tin đơn vị bạn thông báo phía trước có địch tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi cho đơn vị dừng lại khẩn trương triển khai đội hình chiến dấu thành hai thê đội. Bộ đội chiếm lĩnh trận địa xong thì hai trung đội Mỹ tiến vào. Đợi địch vào thật gần, cách 40 năm không mở đại đội 6 mới bất ngờ nổ súng đồng loạt rồi sung phong. Sau 5 phút chiến đấu, hai trung đội Mỹ đi đầu bị tiêu diệt gọn. Hai chiến sĩ bị địch bắt trước đây được giải thoát. Đợt đánh mở đầu vừa kết thúc, cũng là lúc đội hình hành quân chính của địch tới cách trận địa 300 mét. Quân Mỹ vừa đi vừa bắn, pháo binh máy bay đánh mạnh vào trận địa. Nhưng các chiến sĩ đại đội 6 vẫn kiên quyết chiếm địa hình có lợi, rồi hình thành nhiều mũi chiến đấu, từ phía bắc đánh mạnh vào đội hình quân địch. Chủ động hiệp đồng theo tiếng súng, đại đội 8 quay lại bất ngờ đánh vào sườn Tây. Cùng lúc, tiểu đoàn phó tiểu đoàn một trung đoàn 33 bùi thế luận lệnh cho đại đội 2 đánh một mũi trên hướng Bắc, Đông Bắc, còn mình trực tiếp chỉ huy đại đội một đánh từ hướng Đông lại. Hỏa lực cối 82mm của tiểu đoàn 8 bắn mạnh vào các mục tiêu chi viện bộ binh chiến đấu. Đại đội 7 cũng được lệnh bước vào chiến đấu trên hướng đại đội 6, nhưng bị bom địch đánh cắt ngang đội hình, chỉ có một trung đội kịp lên tham chiến. Bị bao vây và đánh mạnh cả bốn mặt, địch co cụm trên một dải đất hẹp. Mỗi chiều chừng 200 mét nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Trên trời, máy bay địch từng đàn thi nhau ném bom, bắn dốc két và đạn 20mm hồng cứu nguy cho đồng bọn trên mặt đất. Bộ đội dũng cảm áp sát đội hình quân địch, thực hiện đánh gần đánh liên tục, kiên quyết tiêu diệt quân Mỹ. Càng về chiều, trận đánh càng trở nên khốc liệt. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 Lê Xuân Phôi bị đạn pháo thùng bụng lòi một đoạn ruột máu chảy đầm đìa nhưng cố, gượng dậy dùng tấm vải dù ngụy trang buộc ép lại rồi tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu và anh dũng hy sinh một. Chính trị viên tiểu đoàn bị thương nặng, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trước tình hình đó, tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận phụ trách chỉ huy chung hai tiểu đoàn tiếp tục chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 8 nghiêm trình tự giác chấp hành mệnh lệnh. Lòng căm thù giặc Mỹ, tấm gương anh hùng của người chỉ huy quả cảm và đồng đội đã ngã xuống càng tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Các phân đội siết chặt đội hình, các tổ, mũi chiến đấu bám sát yểm hộ cho nhau đánh giáp lá cà, tiêu diệt địch bằng lưỡi lê, bắn súng, dao găm. Chính trị viên phó đại đội 6 Đinh Văn Đế ba lần bị thương vẫn kiên quyết ở lại chỉ huy đơn vị chiến đấu, bắn chết 5 tên và dùng dao găm đâm chết ba tên khác chiến sĩ Cao Đình Thơ bằng một đường lê chính xác đâm chết một tên Mỹ, cứu sống đồng đội các đồng chí, Trung úy Đoàn Ngọc Đành đại đội trưởng đại đội 8, Thiếu úy Nguyễn Xuân Ngạch trung đội trưởng đại đội 7, Trung úy Vũ Đình Dự chính trị viên đại đội 8, Thiếu úy Vũ Đức Thắng trung đội trưởng đại đội 8, đồng chí Trương Trung đội phó trung đội 3 đại đội 6, đồng chí Mỹ tiểu đội trưởng trung đội 2, đại đội 6, chiến sĩ Lê Văn Quỳnh, Giả thủ trung liên A dân tộc thiểu số, trung đội 2, đại đội 6 tiểu đoàn Phó Bùi Thế Luận là những tấm gương chiến đấu rất dũng cảm, diệt từ 5 đến 15 tên Mỹ, chiến sĩ Huân sông pha trong lửa đạn cứu chữa thương binh, chuyển tử sĩ không để sót một người nào. Khi tiểu đoàn Phó Bùi Thế Luận hy sinh, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 1 tiếp tục chiến đấu cho đến khi trận đánh kết thúc. Sau gần 8 giờ chiến đấu vô cùng quyết liệt, khoảng hơn 17 giờ ngày 17 tháng 11 trận đánh kết thúc thắng lợi gần 400 tên địch của tiểu đoàn 1 trung đoàn 7 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 lữ đoàn 3 Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chỉ còn vài chục tên sống sót chạy được về căn cứ. Địch thú nhận có 151 tên tử trận và 121 tên bị thương trong trận đánh này. Đây là một trận đánh thể hiện khí phách anh hùng và lòng dũng cảm vô song của cán bộ, chiến sĩ mặt trận Tây Nguyên. Đồng thời là trận đánh khủng khiếp nhất và thất bại thảm hại nhất của quân viễn trinh Mỹ trong chiến dịch Playmare. Về trận đánh này, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã nhận xét đây không những là một trận kết thúc của một cuộc chiến đấu về mặt chiến thuật, mà về mặt chiến dịch nó là một trận then chốt quyết định về sự thất bại căn bản đối với mục đích và nhiệm vụ của Lữ đoàn 3 Mỹ trong chiến dịch Playme. Để tiếp tục giáng cho quân Mỹ những đòn chí mạng, ngày 18 tháng 11 Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn 33 tập kích trận địa pháo Phan Cơn ở phía tây suối Yemua, thực hiện mệnh lệnh từ 16 giờ 30 phút ngày 18. Hai tiểu đoàn 2 và 3 cùng phân đội súng cối do tham mưu trưởng trung đoàn trực tiếp chỉ huy nổ súng tiến công trận địa pháo địch. Sau ít phút chiến đấu, ta diệt một đại đội và chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 Mỹ loại khỏi vòng chiến đấu 200 tên địch, phá hủy 3 khẩu pháo 105 ly, 1 khẩu cối 81 ly, 5 máy bay trực thăng và bắn rơi 2 chiếc khác. Thu 750 viên đạn pháo và 30 viên đạn cối. Quân Mỹ bị thất bại nhục nhã lữ đoàn ba kỳ binh không vận bị đánh tơi tả ở thung lũng IDRANG, buộc địch phải ném lực lượng dự bị cơ động chiến lược của ngụy gia đỡ đòn cho quân Mỹ. Ngày 17 tháng 11, chiến đoàn dù số 1 ngụy đỗ xuống Đức Cơ và sau đó được đưa tiếp đến Play Thê và Tây suối Ierkren. Cùng ngày, chiến đoàn dù số 2 cũng được đổ xuống đông suối Iermua nhằm đánh vào hậu phương và cắt đứt đường vận chuyển của ta. Trước diễn biến mới về địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương sử dụng Trung đoàn 320, dự bị chiến dịch trong pha 3, đang dừng chân ở Pleite và phía bắc núi Chư Pông, tiến công tiêu diệt từ 1 đến 2 tiểu đoàn du ngụy, đồng thời cơ động trung đoàn 66 về làm lực lượng dự bị chiến dịch. Nhưng khi địch đổ bộ đúng như phương án dự kiến, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 635 giao động cho đơn vị rút về hướng núi Chư Pông. Trung đoàn 320 chỉ còn tiểu đoàn 334 nằm kẹp giữa hai chiến đoàn dù ngày. Từ ngày 18 đến 27 tháng 11, trung đoàn chỉ tổ chức đánh được 3 trận nhỏ, diệt khoảng 200 tên, bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch không hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 19 tháng 11 năm 1965, Lưu đoàn 3 kỵ binh không vận Mỹ hốt hoảng rút hết lực lượng còn lại khỏi thung lũng IDRANG cái viễn cảnh cho cuộc tiến công vô thung lũng IDRANG chẳng. Khác gì một cuộc dạo chơi nhỏ dưới ánh mặt trời và sau đó trở về căn cứ rể ăn thức ăn nóng và tắm mắt bằng vòi phun hoa sen mà quân Mỹ tưởng tượng ra đã bị đảo ngược, trở thành một thảm bại hái hùng trong thực tế ngay khi chúng đặt chân lên Tây Nguyên. Trong quá trình diễn ra chiến dịch me các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắk tích cực tiến công và đấu tranh trực diện với địch phối hợp chặt chẽ với hoạt động của bộ đội chủ lực. Đặc biệt, quân và dân Gia Lai liên tục hoạt động tạo vành đai diệt Mỹ xung quanh các căn cứ An Khê, Bầu Cạn, diệt gần 100 tên Mỹ, ngụy phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh du kích các xã huyện nam tích cực bắn tỉa làm cho địch nơm nớp lo sợ có tác dụng căng kéo địch hỗ trợ cho bộ đội chủ lực mặt trận tác chiến trong cuộc đấu tranh trực diện với địch chị pa hnet hội trưởng đội phụ nữ xã e năm dũng cảm cởi áo nằm chặn đầu xe địch không cho chạy vào làng phá rẫy buộc lính mỹ phải nhượng bộ ở ieme chị goch phải dằn lòng hy sinh đứa con nhỏ để giữ bí mật cho bộ đội trung đoàn 320. lực lượng dân công phục vụ chiến dịch không quản ngày đêm bom đạn ác liệt. Nhiều chiến sĩ bị thương lạc rừng được bà con đồng bào dân tộc thiểu số bí mật cứu chữa, đưa về nuôi dưỡng, sau trở về đơn vị cũ. Ngoài ra còn biết bao hành động và chiến công thầm lặng. Những hy sinh mất mát của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phối hợp hành động với chiến dịch Playme không thể tính được. Ngày 26 tháng 11, chiến dịch Playme kết thúc toàn thắng. Trải qua 38 ngày đêm chiến đấu liên tục, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 2974 tên địch có khoảng 1.700 tên Mỹ, tiêu diệt tiểu đoàn 2 và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, tiêu diệt chi đoàn 3 thiết giáp, tiểu đoàn 21 biệt động quân, một đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 42, đánh tiêu hao một lực lượng của chiến đoàn dù số 1 và 2 ngụy, đánh thiệt hại nặng lực lượng biệt kích trong cứ điểm Playme, phá hủy 88 xe quân sự có 42 xe tăng và xe bọc thép, 5 khẩu pháo 105 ly, bắn rơi 59 máy bay. Thu 73 khẩu súng các loại và 58.000 viên đạn. Về phía ta, có 554 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và 669 đồng chí bị thương. Chiến dịch tiến công Plei Me là chiến dịch đầu tiên ở Tây Nguyên, đồng thời là chiến dịch tiến công quân Mỹ đầu tiên của ta ở chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó là bản anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Tây Nguyên là nguồn động viên cổ vũ lớn lao quân và dân hai miền Nam, Bắc thi đua giết giặc lập công, đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất 1965 đến 1966 của quân Mỹ. Âm hưởng của chiến thắng nhanh chóng vượt qua không gian một khu vực, trường tồn mãi với thời gian, làm chấn động cả nước Mỹ và thế giới. Từ thực tiễn chiến dịch đã giải đáp một vấn đề nóng hổi, Việt Nam có đánh được Mỹ không? Và khẳng định, chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng là vô địch nhất định sẽ đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Bộ đội ta với trang bị mang vác vẫn có thể tiêu diệt gọn tiểu đoàn bộ binh Mỹ, đánh bại chiến thuật cơ động bằng máy bay trực thăng của Mỹ những đơn vị tinh nhệ nhất của chúng ở chiến trường rừng núi trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Chiến thắng Playme không chỉ là mốc so lịch sử sáng chói của quân và dân Tây Nguyên, mà còn để lại nhiều bài học có giá trị về nghệ thuật quân sự. Đó là bài học về nghệ thuật nghiên cứu dự báo đúng đối tượng tác chiến mới, lựa chọn cách đánh đúng và thắng địch ngay từ trận đầu vận dụng linh hoạt sáng tạo các loại hình chiến thuật trong điều kiện cụ thể từng trận buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta về nghệ thuật chỉ huy xuất sắc trong chiến dịch đặc biệt là bài học về công tác đảng công tác chính trị đã xây dựng được ý chí quyết tâm dám đánh và quyết thắng mỹ khẩu hiệu tìm mỹ mật diệt tìm ngụy mà đánh đã trở thành phong trào sôi nổi trong các lực lượng vũ trang tây nguyên và toàn miền nam đây là những viên ngọc quý trong kho tàng nghệ thuật quân sự việt nam với chiến công đặc biệt xuất sắc các đơn vị tham gia chiến dịch Playme đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh tặng thưởng hai huân chương quân công hạng nhất. Hai đơn vị và 13 cá nhân được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng hai, sáu đơn vị và 53 cá nhân được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng ba. Hai đại đội được tặng danh hiệu đại đội anh dũng diệt Mỹ, năm trung đội được tặng danh hiệu trung đội anh dũng diệt Mỹ, ba tiểu đội được tặng danh hiệu tiểu đội anh dũng, 54 cá nhân được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ ba cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ diệt M113 và xe tăng. Đặc biệt, liệt sĩ đại úy Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 được nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995. Trước thất bại nặng nề của quân Ngụy, ngày 26 tháng 10 năm 1965 tướng Westmoreland tư lệnh quân viễn Trinh Mỹ ở miền Nam lên Tây Nguyên ra lệnh cho tướng Kina tư lệnh sư đoàn kỳ binh không vận số một ngừng ngay cuộc càn quét của lữ đoàn 3 ở Bồng Sơn Bình Định, tập trung lực lượng tham chiến ở khu vực Playme nhằm đi tìm địch và cướp lấy quyền chủ động về tay mình. Đồng thời Red còn quyết định đưa một trung đoàn Nam Triều Tiên, hai chiến đoàn dùng ngụy, hai trung đoàn vận tải lên Pleiku để chấn an quân ngụy, làm đẹp lòng chủ Mỹ và lừa bịp dư luận. Ngày 28 lũ tướng Nguy Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu mò đến Playme và khóc lác. Đây là trận cuối cùng mà Việt Cộng có thể gắng gượng được tại cao nguyên. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 1965, vùng tây nam gia lai vang động tiếng máy bay trực thăng và bom pháo địch. Quân Mỹ bước vào tham chiến đã làm cho cường độ hỏa lực pháo binh, không quân tăng lên đột ngột, nhất là khu vực phía tây Plei Me. Sau khi đưa sở chỉ huy lữ đoàn 1 đến bầu cạn và các tiểu đoàn Mỹ đóng dọc khu vực Hòn Rồng, Phú Mỹ, Bầu Cạn, Plei Đô Do Đoát, từ 27 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 địch dùng hai chiến đoàn thủy quân lục chiến lùng sục dọc hai bên tỉnh lộ 21, đồng thời đổ bộ từng đại đội, trung dội Mỹ vào sâu hậu phương chiến địch của ta để lùng sục thăm dò, tập kích nhằm phát hiện đối phương, tìm cách giành quyền chủ động và chuẩn bị cho những đòn phản đột kích chiến dịch của lữ đoàn 3. Trong quá trình đổ bộ nhảy khóc, địch đã bị các lực lượng ta chặn đánh tiêu hào. Ngày 1 tháng 11, một đại đội Mỹ tập kích vào trạm phố trung đoàn 33, bị tiểu đội bảo vệ cùng y tá, bác sĩ, hộ lý, nhân viên hậu cần, thương binh chặn đánh quyết liệt. Sau đó được một đại đội của tiểu đoàn 2 trung đoàn 33 đến giải vây, diệt 60 tên. Địch tăng quân đánh chìm đại trạm phẫu, gây cho ta nhiều thiệt hại một. Ngày 3, khoảng một đại đội Mỹ và một trung đội ngụy đỗ xuống Đông Nam Play Thê, bị một đại đội đi lấy gạo của trung đoàn 33 đánh diệt một trung đội. Ngày hôm sau 4.11. Một đại đội Mỹ và một đại đội ngày tập kích vào khu lán trại cũ của tiểu đoàn 2 trung đoàn 33 bị tiểu đoàn 3 vận động đến diệt một trung đội. Cùng thời gian này, đại đội 8 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 trên đường hành quân đến Ba Bỉ gặp một đại đội Mỹ, đã nổ súng diệt hơn 10 tên, phá hủy hai trực thăng. Tiếp đó, ngày 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 33 diệt hàng chục tên Mỹ, rồi đánh thiệt hại nặng đại đội tiếp viện. Tuy đây chỉ là những trận nhỏ lẻ, diệt khoảng 5 trung đội Mỹ, chưa thực hiện được ý định của Bộ Tư lệnh Chiến dịch tiêu diệt từng đại đội địch, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Nó tạo ra những điều kiện và thế trận thuận lợi cho trận đánh then chốt sắp tới. Bộ đội có những kinh nghiệm bước đầu nhưng rất quý giá trước đối tượng tác chiến mới là quân viễn trì Mỹ. Về phía địch, những trận tập kích bằng đỗ bộ đường không trong pha hai chiến dịch làm cho chúng đang từ thế bị động chuyển sang thế chủ động về chiến thuật trong thế bị động về chiến dịch 2. Ngày 8 tháng 11 năm 1965, Đảng ủy chiến dịch Plome họp mở rộng dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Huy Mân, thống nhất đánh giá kết quả giai đoạn 1 của chiến dịch đã hoàn thành, đồng thời chủ trương tiếp tục châm ngòi ở May cho Mỹ và sâu hậu phương tả, kiên quyết tập trung mọi lực lượng để tiêu diệt bằng được một bộ phận quan trọng sinh lực của chúng, đánh bại một bước chiến thuật nhảy cóc của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 để gây lòng tin tưởng và khí thế cho bộ đội quyết tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt, đồng thời giải giúp kinh nghiệm đánh Mỹ, một vấn đề mà ta còn lúng túng chưa có kinh nghiệm bà để kịp thời chỉ huy các đơn vị chiến đấu trong pha ba chiến dịch đảng ủy quyết định cử thượng tá nguyễn hữu an và trung tá đặng vũ hiệp làm tư lệnh và chính ủy tại sở chỉ huy tiền phương xác định rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của trận đánh phù đầu quân viễn trinh mỹ ở tây nguyên khi tiến chân đồng chí nguyễn hữu an và đồng chí đặng vũ hiệp tư lệnh chiến dịch chu huy mân căn dặn trên cơ sở đã chuẩn bị hai đồng chí có quyền một đổi một cũng đánh thắng trận này nhưng chỉ được lần này thôi Tiếp đó trong hai ngày 9 và 10, Bộ Tư lệnh Chiến dịch mở hội nghị quân chính sơ kết pha 1, pha 2 và triển khai pha 3 theo chủ trương của Đảng ủy và kế hoạch của Bộ Tư lệnh. Nghị quyết sát đúng của Đảng ủy và sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã làm cho hiệu quả chiến đấu trong pha 3 chiến dịch Playman nâng lên rõ rệt. Những ngày đầu của trung tuần tháng 11 năm 1965, cuộc chạy đua quyết liệt giữa ta và địch diễn ra từng ngày, từng giờ. Về phía ta, sau khi trung đoàn 66 hành quân vào chiến trường, các trung đoàn được điều chỉnh lại cho phù hợp ý định chiến dịch. Trung đoàn 66 đứng chân ở phía đông nam Chư Tông, sở chỉ huy trung đoàn ở bắc làng Trung 1, tiểu đoàn 7 ở bắc làng Trung 2, tiểu đoàn 9 ở đông bắc Chư Tông, tiểu đoàn 8 ở khu vực Ba Bỉ, trung đoàn 33 bố trí sở chỉ huy. Các tiểu đoàn 2, 3 và đại đội 1 tiểu đoàn 1 ở khu vực gần làng Riêng, tiểu đoàn 1 thiếu ở khu vực suối cạn gần Ba Bỉ. Trung đoàn 320 cơ động về triển khai ở Play The Rap biên giới Việt Nam, Campuchia. Tiểu đoàn 952 đặc công vẫn đứng chân trên hướng bầu cạn. Phối hợp với bộ đội chủ lực, các lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Gia Lai sẵn sàng đánh địch ở An Khê, bầu cạn, diệt biệt kích thám báo, bảo vệ kho tàng trong khu tác chiến chiến dịch. Đảng bộ và quân dân Đắk Lắc vừa tích cực ủng hộ lương thực cho chủ lực, vừa chủ động sử dụng tiểu đoàn 301 các đội công tác H5 tập kích bốn đại đội hòa hảo khép tiếng gian ác ở Quảng Nhiêu, giam chân sư đoàn 23 ngụy. Trong khi ta đang điều chỉnh thế bố trí và chuẩn bị pha ba chiến dịch, thì ngày 10 tháng 11 lữ đoàn 3 kỵ binh không vận do đại tá Tim Brown chỉ huy đã đổ bộ xuống bầu cạn và hàm rồng thay cho lữ đoàn 1. Ngày hôm sau một bộ phận của lữ đoàn 3 được đổ xuống Play Ngo, cách Play Me 10 km về phía Tây. Trước diễn biến mới, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định tạm thời đình phương án đánh lại chư ho và đánh Playme để câu viện, mà trước mắt tập trung đánh bọn Mỹ đã ra và hiện còn trong hậu phương ta. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, đêm 11 tháng 11, 26 chiến sĩ và 4 khẩu cối của tiểu đoàn 952 đặc công bất ngờ tập kích vào sở chỉ huy lữ đoàn 3 Mỹ ở Bầu Cạn. Sau 30 phút chiến đấu, ta diệt một đại đội chỉ huy khoảng 200 tên, phá hủy 40 máy bay trực thăng. Cùng đêm, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tập kích sở chỉ huy sư đoàn kỳ binh không vận số một Mỹ ở An Khê gây nhiều thiệt hại cho địch. Đây không chỉ là trận đánh mở màn pha ba chiến dịch, mà còn là tiếng súng phối hợp với chiến trường Đông Nam Bộ tiến công quân Mỹ ở bầu bảng dạng sáng ngày 12 tháng 11 năm 1965. Phát hiện vị trí trú quân của tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 ở đông bắc núi Chư Pông. Sáng 14 tháng 11 địch dùng máy bay và pháo lớn từ các trận địa gần Yemua, Play ngon đánh phá trong nhiều giờ lúc 10 giờ 37 phút tiểu đoàn 1 trung đoàn 7, lữ đoàn 3 Mỹ do Trung tá Harrow Mo chỉ huy đổ bộ xuống khu rừng địch gọi là bãi đắp tiêu 10 cách vị trí chỉ huy tiểu đoàn 9 khoảng 1 km về phía đông. Cùng thời gian này, chúng lập hai trận địa pháo 12 khẩu 105 ly ở tây nam quanh Kla 2 km và đông nam Yderjong 3 km, địch gọi là Phan Cơn để chi viện cho tiểu đoàn 1. Ngay khi xuống đất, đại đội B do đại úy John Hren chỉ huy bắt được một chiến sĩ ta đào ngũ, qua khai thác, biết lực lượng ta ở gần đó, đại đội B Mỹ chia làm hai mũi tiến vào vị trí chỉ huy tiểu đoàn 9, bắn chết chiến sĩ cảnh giới. Khi địch đánh vào, tiểu đoàn 9 mới biết, lúc này tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn đi công tác vắng, chỉ có chính trị viên tiểu đoàn ở vị trí chỉ huy, nhưng lại bỏ vị trí xuống đại đội 12, trong khi các phân đội đóng quân dọc theo suối lại không triển khai kế hoạch tác chiến tại chỗ. Trước tình hình đó, đồng chí trợ lý tác huấn trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu, lệnh cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan tiểu đoàn kiên quyết đánh trận địch, đồng thời lệnh cho đại đội 13 vận động đánh vào bên phải phía sau đội hình địch và đại đội 11 đánh chặn mũi tiến công bên trái của chúng. Ở khu vực tiểu đoàn bộ, ngay từ những phút đầu nổ súng, chiến sĩ vận tải Đinh Quốc Sùng chỉ huy tổ cảnh giới bắn gục 7 tên Mỹ rồi ở lại trận địch và anh dũng hy sinh tạo điều kiện cho đồng đội kịp về báo cáo cấp trên trợ lý chính trị tiểu đoàn Vũ Thanh Xuân tổ chức bộ phận trinh sát, thông tin, y tá, nuôi quân, vận tải chiếm lĩnh công sự dũng cảm chiến đấu đánh lùi nhiều đợt tiến công của địch. Trợ lý quân nhu vũ quốc sự, binh nhất Lê Văn Đính và Trịnh Minh Thái bắn rất chính xác, cứ nổ súng là hạ gục một tên địch. Chủ động phối hợp chiến đấu, đại đội phó đại đội 11 Bùi Hồng Cầu dẫn dầu phân đội sông thẳng vào quân địch, đánh giáp lá cà, diệt chúng bằng lưỡi lê, bắn súng và lựu đạn làm quân Mỹ khiếp sợ tháo lui từ bờ sông IDRANG, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Định thấy phía đơn vị có tiếng súng nổ đã chủ động tìm cách quay về. Khoảng 11 giờ đến đại đội 11, liền tổ chức đại đội này. Một bộ phận của đại đội 12 hỏa lực và một khẩu cối 82mm tiếp tục phản tập kích. Trước sự đánh trả quyết liệt của ta, cả hai mũi tiến công của đại đội B Mỹ bị chặn lại rồi lùi dần. Tiến công thất bại, địch dùng máy bay. Pháo binh oanh tạc dữ dội vào đội hình chiến đấu của ta đồng thời đưa đại đội A tăng viện cho đại đội B. Nhưng quân tăng viện vừa vượt qua con suối cạn đã bị tiểu đoàn 9 chặn đánh thiệt hại nặng. Lúc 16 giờ 20 phút, được sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh và dốc két, tiểu đoàn 1 Mỹ mở cuộc tiến công cuối cùng trong ngày. Khi tiến được 150 m thì bị đánh bật trở lại. Đêm 19 giờ địch đổ bộ tiếp đại đội B tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 tăng cường cho tiểu đoàn 1 và dùng phi pháo oanh tạc dữ dội vào trận địa ta các đại đội của tiểu đoàn 9 tự động rời vị trí chiến đấu. Đại đội 11, 12, 15 rút về tây bắc suối Khon Cha, đại đội 13 rút về hướng tây nam. Trên đường lui quân, đại đội 13 gặp chính ủy trung đoàn 66 lá Ngọc Châu. Sau khi nắm tình hình chiến đấu của tiểu đoàn 9, đồng chí chính ủy trung đoàn tổ chức ngay một trung đội của đại đội 13 tiếp tục bám nắm địch, đồng thời lệnh cho tiểu đoàn 7 tổ chức tập kích cụm địch ngay trong đêm và báo cáo tiền phương Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Sau gần 9 giờ chiến đấu, tiểu đoàn 9 đã hoàn thành xuất sắc trận phản tập kích, loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên địch, bắn rơi một máy bay và truy kích chúng chạy gần 2 km. Trận đánh có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến thuật, ngay từ đầu cuộc tiến công của địch đang từ. Thế tiến công đột nhiên chuyển sang thế phòng ngự. Về chiến dịch trận phản tập kích này có thể coi như là bắt đầu ngòi nổ của pha 3 và đã giành thắng lơi giòn giã. Ngoài ra còn có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu đoàn 7 tập kích D14 dạng ngày 15 tháng 10. Sau khi bị tiểu đoàn 9 đánh thiệt hại nặng và truy kích, tiểu đoàn 1 Mỹ rút chạy hơn 2 km và có cụm lại ở bãi Tia X. Trước thời cơ tiêu diệt địch, 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 được lệnh tập kích ngay cụm địch này. Mặc dù nhận nhiệm vụ gấp, địa hình mới lạ, đêm tối, các đại đội đều có một số chiến sĩ đi lấy gạo chưa về kịp. Nhưng được chiến thắng của đơn vị bạn Cổ Vũ, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 7 háo hức lập công. Sau 80 phút chuẩn bị, 22 giờ 50 phút, tiểu đoàn hành quân về phía mục tiêu, vừa đi vừa phổ biến nhiệm vụ, động viên bộ đội và củng cố tổ chức, chủ trương tích cực truy tìm tiêu diệt địch, gặp là bám sát. Triệt để đánh gần của Đảng ủy tiểu đoàn được quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ. Do địch di chuyển trong đêm, nên đến gần 5 giờ sáng ngày 15 trung đội trưởng Nguyễn Văn Trương đại đội 2 mới phát hiện được mục tiêu. Sau khi trực tiếp vào kiểm tra nắm rõ địch và cho các hướng vào chiếm lĩnh, lúc 5 giờ 10 phút tiểu đoàn trưởng Phạm Công Cửu hạ lệnh nổ súng. Lập tức hai khẩu súng cối 82mm bắn dồn dập 14 quả đạn vào mục tiêu. Hỏa lực chuẩn bị vừa dứt, đại đội 1 và đại đội 2 từ hai hướng đông, đông nam và tây, tây nam đồng loạt đánh thẳng vô đội hình địch. Trung đội hai đại đội hai đánh trúng sở chỉ huy tiểu đoàn, tiểu đội 6 của Vũ Hải Triều nhanh chóng diệt trung tâm thông tin cắt đứt liên lạc, làm cho máy bay pháo binh địch không thể yểm trợ bộ binh đang bị đánh. Cuộc chiến đấu ở bãi Tia X diễn ra rất quyết liệt. Bộ Độ đội đánh giáp lá cả bằng lưỡi lê, bắn súng, dao găm, lựu đạn. Đại đội trưởng đại đội Hai Lê Văn Tam, tiểu đội phó Hà Huy Trọng, các chiến sĩ Phạm Văn Tiết, Trần Minh Duyên, Đỗ Văn Vinh đều diệt được từ 5 đến 7 tên địch, đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Bị đánh bất ngờ, áp sát, địch bàng hoàng chống trả rồi tháo chạy. Sau 10 phút tiến công, ta cơ bản làm chủ trận địa. Số địch còn lại chạy dạt về hai phía, lợi dụng gốc cây, ủ mối ngoan cố chống cự. Để cứu nguy cho tiểu đoàn một địch đổ thêm hai đại đội pháo 12 khẩu 105 ly, lập trận địa ở Columbus và cho máy bay phản lực oanh tạc vào chiến địa. Trong cơn bối rối, một chiếc F-100 đã ném hai thùng napalm vào sát nơi cố thủ của tiểu đoàn trưởng Mò. Sau 25 phút truy lùng diệt thêm một số địch, Lúc 5 giờ 45 phút trận đánh kết thúc, địch thú nhận có 40 tên bị giết. Bộ đội nhanh chóng rời khỏi trận địa. Ta chỉ để lại một trung đội thuộc đại đội 1 và hai khẩu cối 82 mm ở bìa rừng gần bãi TX để phục kích diệt trực thăng địch đến lấy xác. Tiểu đoàn 7 cho bắn thử ngay súng M79 vừa thu được của địch để sử dụng đánh địch. Trên đường ta lui quân, máy bay địch chặn đánh ác liệt các chiến sĩ dùng súng bộ binh bắn hạ bốn chiếc trực thăng. Trong cuộc chiến đấu với không quân Mỹ, chiến sĩ Nguyễn Hữu Tài trung đội một đại đội 1, lấy thân mình làm giá súng trung liên để đồng đội bắn rơi một chiếc AD6. Làm sống lại hình ảnh bế văn đàn ở Tây Nguyên, có chiến sĩ hy sinh trên lưng còn cống thi hài đồng đội. Bị đòn đau, trong suốt ngày 15 địch bắn tới 6.000 viên đạn pháo và sử dụng từ 130 đến 140 lần trước máy bay đánh phá rất dữ dội vào khu vực tác chiến. Trong đó lần đầu tiên Mỹ sử dụng B-52-24 lần trước làm nhiệm vụ chi viện chiến thuật cho bộ binh ở Tây Nguyên dưới làn bom đạn địch, các chiến sĩ phục kích dũng cảm bám trừ, kịp thời bắn hạ hai chiếc trực thăng, khống chế bãi tia X, làm cho địch tăng viện khó khăn. Đến 17 giờ mới đổ thêm được hai đại đội C và H của tiểu đoàn 2 xuống trận địa và nhạt sắc đồng bọn. Trong đêm 15, tàn quân tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 địch có cụm lại thành ba điểm ở phía bắc trận địa cũ. Theo dõi sát diễn biến trận đánh, thấy tiểu đoàn 7 còn sung sức, Bộ Tư lệnh Tiền phương chiến dịch lệnh cho tiểu đoàn tổ chức tập kích lần thứ hai vào cụm quân Mỹ ở bãi Tia X trong đêm 15 dạng sáng ngày 16 tháng 11. Lực lượng sử dụng gồm đại đội 3, trung đội 1 đại đội 1 và hai khu cối 82mm. Thực hiện mệnh lệnh chiến đấu, đại đội 3 do Trung úy Vũ Đình Thước làm đại đội trưởng và Trung úy Phạm Văn Trần làm chính trị viên vừa đi lấy gạo và tải thương về đã khẩn trương xuất kích. Đúng 2 giờ 30 phút trận thứ hai bắt đầu. Súng cối bắn liên tục 21 quả đạn vào mục tiêu, tiếp đó bộ binh đồng loạt xung phong. Hướng đông, trong vòng 10 phút đầu trung đội một đại đội một do đại đội trưởng Lê Triệu chỉ huy đánh chiếm trận địa súng cối, phá hủy ba khẩu cối 81mm rồi phát triển đánh địch ở cụm 2. Ở hướng nam, trung đội một đại đội 3 đánh vào cụm một địch. Trung đội 3 bị lạc đã chủ động tìm về phía có tiếng súng nổ, tạo thành một mũi vu hồi bất ngờ. Trong ít phút nổ súng địch ở cụm một bị tiêu diệt hầu hết, đại đội 3 nhanh chóng phát triển tiến công sang cụm 3. Do yếu tố bất ngờ không còn, địch ở cụm 2 và 3 dùng hơi lực tập trung ngăn chặn, pháo lớn từ các vị trí xung quanh bắn chùm lên trận địa làm các mũi tiến công của tiểu đoàn 7 gặp khó khăn. 5 giờ, tiểu đoàn trưởng cho các phân đội rời khỏi trận địa. Quá trình lui quân, một số chiến sĩ không nhận được lệnh rút, vẫn ở lại chiến đấu cả ngày 16. Chiến sĩ Trịnh Văn Thu một mình một súng dũng cảm đánh lui toán địch phản kích, sau đó đem theo tử sĩ và đầy đủ súng đạn rút ra an toàn. Hai trận tập kích liên tiếp Tiểu đoàn 7 đã diệt đại đội C, trung đội chỉ huy, trung đội súng cối, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên địch, bắn rơi 6 trực thăng trong đó có chức trở đại tá Brown, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 Mỹ. Được thú nhận bị chết 79 tên, bị thương 128 tên và mất gần 2 phần 3 số sĩ quan tiểu đoàn. Ta thu 72 khẩu súng, 22 vô tuyến điện, phá hủy 3 khẩu cối 81 ly. Về phía tiểu đoàn 7 có 51 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Ý nghĩa của trận đánh đó được Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên khẳng định, hai trận tập kích liên tiếp của tiểu đoàn 7 đã quyết định dứt khoát thế bị động hoàn toàn của quân Mỹ về mặt chiến thuật, buộc chúng rút lui có tính chất tháo chạy. Tiểu đoàn 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.